Chào mừng bạn đến với eJoy. Đây là video hướng dẫn bạn cách luyện cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và từ vựng với video trên eJoy. Rèn luyện mỗi ngày để hình thành thói quen nhé. Bước 1. Xem và hiểu nội dung video. Chọn video phù hợp với trình độ của bạn, có độ dài ngắn sẽ tốt hơn. Mở khóa video để tra từ, lưu từ mới, chơi game. Nếu video dài, bạn nên cắt ngắn video để tập trung học thật tốt một đoạn của video. Bước 2. Luyện nghe chủ động. Nghe giọng đọc của video mà không có phụ đề. Khi video dừng lại, hãy nhẩm theo. Và khi phụ đề hiện lên, hãy kiểm tra độ chính xác rồi chuyển sang câu tiếp theo. Bạn có thể chỉnh thời gian dừng và hiện phụ đề. Bước 3. Làm quiz. Nghe video, sắp xếp các từ vào ô trống để hoàn thiện câu. Bài tập này giúp vận dụng cả 3 kỹ năng nghe, đọc, từ vựng. Bước 4. Luyện shadowing. Nghe giọng đọc bản xứ từ video và nhại theo. eJoy sẽ chấm điểm kết quả đọc của bạn có khớp với phụ đề gốc hay không. Màu xanh là khớp, màu đỏ là sai, màu vàng là gần đúng. Phần kết quả màu trắng là những gì eJoy hiểu được từ phần đọc của bạn. Bạn có thể nghe lại phần nói của mình để so sánh. Bước 5. Viết. Bài tập này giúp bạn luyện nghe, viết và từ vựng. Nghe và viết lại những từ còn thiếu để hoàn thành câu. Chắc chắn bạn sẽ học được từ và các cấu trúc câu để vận dụng khi giao tiếp. Bước 6. Roleplay nhập vai. Luyện ngữ điệu và nói trôi chảy. Sau khi nghe giọng đọc mẫu của từng đoạn video, bạn nhại theo ngữ điệu, tốc độ nói, cách nối âm, nuốt âm của người nói. Cách luyện tốt nhất là bạn nhớ nội dung và tự nói theo mà không cần nhìn vào phụ đề. Khi đó bạn sẽ luyện được sự trôi chảy và nhớ cả những câu thoại hay. Bước 7. Ôn tập từ vựng đã lưu. eJoy tính toán chính xác số lần và số ngày cần ôn tập từ vựng cho đến khi bạn thành thạo từ đó. Mở Game Center, bấm Play Game và trả lời câu hỏi để luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, từ vựng. Điểm thành thạo từ vựng của bạn sẽ tăng lên, điểm chuyên cần cũng tăng. Hãy ôn tập từ vựng để hoàn thành mục tiêu học mỗi ngày. Với các bước học ở trên, bạn có thể cần đến 1 giờ đồng hồ để hoàn thiện một đoạn video 3 phút. Sau 3 tháng kiên trì, bạn sẽ cảm thấy cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và từ vựng của mình tăng vù vù. Trải nghiệm 200 giờ tự học với eJoy, nâng trình tiếng Anh để tự tin giao tiếp.